Nhân dịp đón sinh nhật lần thứ 26, diễn viên kim ca sĩ Anh Tú quyết định thực hiện bộ ảnh đầy cá tính. Mặc trang phục với tông màu pastel để mang đến vẻ trẻ trung, Anh Tú còn tự tin khoa hình thể sáu múi cuốn hút. Anh Tú cho biết dù công việc bận rộn, nhưng anh vẫn nỗ lực bố trí thời gian để tập luyện thể dục thể thao cũng như áp dụng cách thức ăn uống hợp lý. Về dự định khi bước thanh lịch tuổi mới, anh Tú chia sẻ rằng anh sẽ kế tiếp duy trì những công việc không xa lạ và thực hiện thêm nhiều các dự án cá nhân. Anh Tú sinh năm 1993 và được người theo dõi biết đến khi đảm nhận nhiều vai diễn cần thiết trong các bộ phim như Thần Tiên Cũng Nổi Điên, 4 năm hai chàng một tình yêu, Cô Lại Vợ Bầu. Ngoài đóng phim điện ảnh, anh còn nhập cuộc diễn xuất ở sân khấu kịch và đi hát. Nam nghệ sĩ chính Đa Tài cũng chính là bạn trai của Diệu Nhi. Tuy nhiên mới đây, cặp đôi dướng nghi án đường ai nấy đi khi nghệ sĩ Tiến Luật chúc sinh nhật anh Tú và bày tỏ mong muốn đàn em mau hết ấy. Với tin đồn chưa rõ đúng sai, cả anh Tú và Diệu Nhi đều từ chối lên tiếng. Trước đó, dù công khai chuyện yêu đương, nhưng cả anh Tú và Diệu Nhi đều rất hạn chế nhắc tới chuyện cá nhân với giới truyền thông, người theo dõi.